Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Thiên Quan Tứ Phúc, giọng đọc Lãm, chương 60. Trái tim của Tạ Liên đập điên cuồng, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi phát run. Nhưng hắn rất nhanh nén xuống, không có lên tiếng. Chẳng qua là ngửa đầu ở bên tai của Hoa Thành mà nói: Tam Lan, đừng có nhúc nhích. Âm thanh ở bên ngoài này rất giống của sư phụ ta, trước đừng để bị phát hiện. Mặc dù rất giống, nhưng hắn cũng không thể một mực là chắc chắn được, bởi vì trên đời này cũng không phải là không có người có âm thanh thật là cực kỳ tương tự. Hơn nữa, hắn cùng quốc sư đã mấy trăm năm không có gặp qua, hắn trong lúc hoảng loạn nhớ lầm cũng không phải là không thể nào. Hiện tại không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi, nói không chừng còn có thể thám thính được càng nhiều bí mật. Hoa Thành cũng hơi cúi đầu ôm eo của hắn, thì thầm mà nói: Được, huynh cũng đừng có nhúc nhích. Hai người bị đất đá bốn phương tám hướng đè ép, khiến cho thân thể dán chặt, hơi thở quấn quýt vào nhau. Bên tai hơi nóng, mặc dù không có đúng lúc, nhưng mà trong đầu của Tạ Liên vẫn thoáng ra một câu: Chết chung quyệt, tư vị cũng không có kém. Lúc này, âm thanh kia lại nói: Hai người bọn họ chạy đi đâu sao? Hai người bọn họ. Đầu tiên, Tạ Liên theo bản năng cho là nói mình cùng Hoa Thành, trong lòng hơi kinh ngạc. Muốn cẩn thận một chút để người còn lại đối thoại với hắn là ai. Nhưng kỳ quái chính là quốc sư, tạm thời xưng là quốc sư đi. Sau khi hắn đặt câu hỏi, không có bất kỳ hồi âm nào. Thật sự rất là kỳ quái. Ở khoảng cách này, Tạ Liên cùng Hoa Thành đều có thể nghe câu hỏi của quốc sư. Theo lý thuyết, tiếng hắn cũng không phải lớn, không có gân cổ kêu lên. Như vậy hẳn là đối phương cách hắn không có xa. Nếu có trả lời, bọn họ ở chỗ này ít nhiều cũng có thể nghe được một chút. Nhưng mà thật sự chính là một chút cũng không có nghe thấy. Quốc sư lại nói: Vất vả cho bọn họ rồi, nhưng không cần để ý đến những cái thứ cỏ dại kia, không thể thay đổi được trời đất. Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tạ Liên lúc này mới hiểu được, hai người bọn họ hóa ra không phải là hắn cùng Hoa Thành, mà là chỉ hai cái tên đồng bọn của quốc sư. Sự tình cũng càng thêm quỷ dị, giọng của quốc sư rõ ràng cho thấy được là họ có hồi âm, nhưng mà hoàn toàn chỉ nghe được một mình hắn lầm bầm lầu bầu hoặc là đối thoại cùng không khí. Trong đầu của Tạ Liên hiện ra một màn quỷ dị này lập tức xua đi, thầm nghĩ còn có một cái khả năng chính là quốc sư nghe được âm thanh của người kia, người khác lại không có nghe được. Nghi vấn ở trong lòng hắn càng ngày càng đậm, càng thêm nín thở ngưng thần để lắng nghe. Quốc sư vừa mở miệng, một câu so với một câu càng đáng suy nghĩ hơn, lại nói: Trong núi lại có nhiều người như vậy, tóm lại trước ngươi đem bọn họ cùng nhau mang tới nơi nào đó của Đồng Lô đi, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp xử lý xong từng cái, càng nhanh càng tốt, trong 2 ngày nhất định phải chạy tới. Đồng Lô, hơn nữa, vẫn là trong vòng 2 ngày, bên trong núi Đồng Lô không cách nào sử dụng rút ngàn dặm đất, làm sao có thể chạy tới trong 2 ngày, lại còn đem một đám người đều mang tới, xử lý xong lại là xử lý như thế nào? Dừng lại một chút, âm thanh kia lại nói: Gọi hai người bọn họ đến đây đi, chúng ta cùng đi Đồng Lô. Phải đối phó Thái tử Điện Hạ, cũng không thể thiếu một tên. Hiện tại Điện Hạ vẫn chưa ở trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Nếu chờ hắn tỉnh, khó có thể tưởng tượng lần này hắn sẽ làm cái gì. Tạ Liên ngẩn ngơ, đây là đang nói hắn sao? Đúng lúc này, sơn thể ầm ầm vang dội, Tạ Liên cảm thấy đất đá bốn phía ở đây đều khẽ chấn động. Bên ngoài quốc sư lại nói: Làm sao vậy? Hắn cũng ở bên trong vách đá đối với Hoa Thành hỏi: Làm sao vậy? Hoa Thành thấp giọng mà nói: Bên kia có biến. Hai người lần nữa đem cái trán dán lại vào nhau. Trước mặt của Tạ Liên lại hiện ra tình hình Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân ở bên kia sơn động. Hơn nữa, hẳn là tình cảnh hơi sớm một chút. Dẫn Ngọc cuối cùng cũng đem Quyền Nhất Chân từ ở trong vách đá đào ra, thở hồng hộc kéo xuống, thở ra một hơi. Ai ngờ Quyền Nhất Chân đã hôn mê lại đột nhiên nhảy lên tại chỗ, một phen đem mặt nạ trên mặt của hắn tháo xuống. Lúc nãy Quyền Nhất Chân hóa ra là giả bộ bất tỉnh. Nghĩ đến hắn đối với thói quen sinh hoạt lúc đi tới đi lui của Dẫn Ngọc, giọng điệu nói chuyện, lực đạo đánh người đều quen thuộc tới cực điểm, sợ rằng thời điểm Dẫn Ngọc đập một sẻn kia xuống, hắn liền là biết là ai.
mà ngàn vạn lần cũng không có nghĩ tới Quyền Nhất Chân lại là cái loại tính tình này, cũng có cái ngày lừa gạt người khác. Mặc dù đây chẳng qua là mánh khóe xấu nhỏ thông thường đi nữa, nhưng đặt ở trên người Quyền Nhất Chân có thể nói coi như là phá lệ. Vì vậy ai cũng không có phòng bị. Dưới mặt nạ rõ ràng Duẩn Ngọc bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc vạn phần, khiến gương mặt ảm đạm càng tái nhợt, hiển nhiên bị kinh hách đến ngay người. Quyền Nhất Chân kích động vạn phần, chỉa vào cái đầu đầy máu nhảy cẩn lên mà nói: "Sư huynh!" Khóe miệng của Duẩn Ngọc một trận vặn vẹo, tựa như nhìn thấy cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên hai tay ôm đầu mà nói: "Ta không phải!" Sau khi giống lớn xong, hắn nhấc chân chạy, vừa quay lại đánh ngăn cái người sau lưng: "Đừng có tới đây, đừng có đi theo ta!" Quyền Nhất Chân cũng co cẳng mà đuổi theo, hoàn toàn làm lơ công kích của Duẩn Ngọc, chỉ mừng rỡ hô: "Sư huynh, là ta!" Duẩn Ngọc không có nhịn được, rít rào phun ra một câu thô tục: "Mẹ nó, ngươi mới đáng sợ, đã nói không nên đi theo ta mà!" Một đường loảng xoảng đập đến sơn thể ầm ầm vang động. Bên này, quốc sư nghi hoặc mà nói: "Bên kia làm cái gì? Sao lại ồn ào như vậy?" Vẫn không có ai trả lời hắn, nhưng quốc sư tựa như nhận được câu trả lời mà nói: "Thì ra là như vậy, tiểu hài tử bây giờ thật là ồn ào như vậy sao? Ta đi trước, còn phải chuẩn bị. Sau khi ngươi đến phụ cận Đồng Lô, chúng ta lại hội họp." Cuối cùng hắn cũng đi, nghe vậy Hoa Thành lần nữa che lỗ tai của Tà Liên. Tà Liên nhắm mắt, chốc lát, quanh thân một chấn động kịch liệt. Vách đá khuất sâu trong thân đã lâu lắm rốt cuộc cũng nổ tung. Hai người đồng loạt nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lần nữa hô hấp không khí mới mẻ. Nhưng mà bên ngoài là sơn động trống rỗng, không có quốc sư, cũng không có người thứ hai thần bí kia, người đã sớm đi mất tâm. Tạ Liên cùng Hoa Thành hai mắt nhìn nhau một cái, không hề cuống cuồng đuổi theo. Còn chưa tách ra, đối diện sơn động xông vào một hắc y nhân, chính là Duẩn Ngọc. Hắn quơ địa xúc sư, hướng hai người chạy như điên tới mà nói: "Thành chủ, thái tử điện hạ!" Ở sau lưng hắn, Quyền Nhất Chân đã bị đập bể đầu chảy máu cũng vọt vào. Hoa Thành cũng không có ngẩng đầu lên, phất phất tay. Quyền Nhất Chân lập tức giơ tay lên ngăn lại. Nhưng mà chiêu này Hoa Thành sử dụng không phải là che tay là có thể ngăn lại được. Chỉ nghe phanh một tiếng, một trận xương khói màu đỏ ở quanh thân Quyền Nhất Chân nổ tung lên. Sau khi xương khói chậm rãi tản ra, tại chỗ chỉ có một con lật đật tròn tròn màu đỏ, lão đảo xoay tròn. Con lật đật mở to hai mắt, một bộ dáng rất là vô tội. Lại là chiêu Hoa Thành lần trước đối phó Lan Thiên Thu, Duẩn Ngọc lúc này mới dừng lại, lao mồ hôi lạnh một cái đi tới mà nói: "Đa tạ thành chủ." Hoa Thành cười cười mà nói: "Không có đến nỗi mà sợ như vậy đó chứ." Duẩn Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi, cười khổ mà nói: "Thật không dám giấu giếm, ta bây giờ thấy vị kỳ anh điện hạ này chỉ muốn chạy càng xa càng tốt." Tà Liên nghe thấy thì vừa buồn cười lại vừa đồng tình. Xem ra là Duẩn Ngọc với cái cá tính của Quyền Nhất Chân có bóng ma rất nghiêm trọng. Lật đật kia vẫn còn ở trên đất. Ba mở to mắt ngã trái ngã phải, không một ai để ý tới. Tà Liên thấy đáng thương, đang muốn đi nhặt nó lên, bỗng nhiên cảm giác mặt đất lại rung một trận động kịch liệt. Người cũng theo đó mà ngã trái ngã phải, cơ hồ còn siêu vẹo lợi hại hơn so với lật đật kia. Vội vàng định trụ thân thể mà nói: "Làm sao vậy? Động đất sao?" Tuy rằng là Tà Liên không cần đỡ, nhưng Hoa Thành vẫn đỡ hắn. Đối với Duẩn Ngọc nói: "Đi ra xem một chút đi." Duẩn Ngọc khôi phục lại trạng thái cực kỳ nhanh chóng mà nói: "Vâng." Đáp ứng xong liền cầm sẻn địa sư bắt đầu đào. Không lâu sau liền nhanh chóng đào ra một cái hang trên vách đá. Bên ngoài ánh nắng chiếu vào, Duẩn Ngọc nhìn một cái, lộ cái vẻ mặt kinh hãi. Tạ Liên nói: "Duẩn Ngọc điện hạ, là động đất hay là động này muốn sập?" Duẩn Ngọc nói: "Đều không phải, là cái sơn quái này, nó đang chạy." "Nó đang chạy?" Tạ Liên cùng Hoa Thành hai mắt nhìn nhau một cái, tiến về phía trước, nhìn ở bên ngoài sơn động, không khỏi cứng họng. Thật sự là nó đang chạy. Ở ngoài sơn thể, một đường phong cảnh nhanh chóng thụt lùi, cơ hồ mau thành đủ loại màu sắc đường cong. Như vậy xem ra bọn họ đang ngồi ở trong một cái chiếc xe ngựa đang chạy nhanh, hoặc là ngồi ở đầu vai của cự nhân đang chạy như điên. Tiểu sơn, con sông, bình nguyên, rừng cây đều bị ngọn sơn quái này đạp ở dưới chân, bị nó nghiền ép vì nó nhường ra con đường.
Hô hô cuồng phong từ bên ngoài cửa động này mạnh liệt va vào, đầu óc và quần áo ba người đều bay phất phớ. Doãn Ngọc nói, chứ theo cách chạy này, sợ rằng hai ngày liền đến Đồng Lô. Hai ngày? Trong lòng Tạ Liên lập tức sáng tỏ, thì ra là như thế. Khó trách không có nghe được âm thanh một người khác trả lời. Khó trách quốc sư yêu cầu đối phương trong vòng 2 ngày mang bọn họ chạy tới núi Đồng Lô, bởi vì lúc đó quốc sư căn bản không phải đang cùng người nói chuyện, mà là đang ở cái ngọn sơn quái này nói chuyện. Hoa Thành tất nhiên cũng biết mà nói, vừa vặn, có gian nó một chút, không cần phải đi từ từ. Hắn nói đến thời điểm ở núi Đồng Lô hội họp, đến nơi đó liền biết hắn tộc cùng là muốn làm cái gì. Tạ Liên thần sắc ngưng trọng, Hoa Thành cảm thấy được cái điểm này mà nói, ca ca, làm sao vậy? Tạ Liên nói, cái gì gọi là còn không có hoàn toàn thức tỉnh? Cái âm thanh kia mới vừa nói, hiện tại Điện Hạ còn chưa có ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Nếu chờ hắn tỉnh rồi, khó có thể tưởng tượng lần này hắn sẽ làm cái gì? Tạ Liên ngưng mi mà nói, nếu như người kia thật sự là sư phụ của ta, nói Thái tử Điện Hạ chính là ta, câu nói kia là ý gì? Hoa Thành nói, ca ca, trước đừng có suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, người nọ không nhất định là sư phụ của ngươi. Thứ hai, hắn nói Thái tử Điện Hạ cũng không nhất định là ngươi. Đừng quên, Ô Dung Thái tử cũng chính là Thái tử Điện Hạ. Tạ Liên nói, nhưng nếu thật sự là như vậy thì sao? Ta có chút suy đoán không căn cứ, ngươi giúp ta nghe một chút xem có đạo lý hay không. Hoa Thành nói, được, ca ca ngươi cứ nói. Tạ Liên nói, núi Đồng Lô có 3 ngọn núi lớn, lão, bệnh tử, duy chỉ không có núi sinh. Giả sử lúc nãy người nọ là sư phụ ta, đối thoại với hắn là một trong những cái ngọn núi sơn quái, hắn có thể ở cùng sơn quái trao đổi. Như vậy, hắn nói hai người bọn họ rất có thể chính là hai ngọn sơn quái khác. Hoa Thành nói, điểm này ta đồng ý, còn nữa không? Tạ Liên nói tiếp, còn nữa, ta đang suy nghĩ 3 ngọn sơn quái này có phải đều có ý thức của người hay không, hoặc là bản thân bọn họ chính là người biến thành. Tại sao không có núi sinh? Bởi vì sinh còn chưa có hóa hình, sinh vẫn là một người, mà người này chính là quốc sư đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là rất có đạo lý, ngực cuồng loạn không ngừng, tiếp tục nói. Núi Đồng Lô đã từng là Ô Dung quốc chi cảnh, sinh lão bệnh tử, tổng cộng 4 tên, hộ pháp thiên thần của Ô Dung Thái tử cũng là 4 tên. Mà Tiên Lạc quốc sư dạy dỗ ta từ nhỏ tới lớn, vừa vặn cũng tổng cộng có 4 vị, một tên chủ, 3 tên phó. Không lẽ mỗi quốc gia đều sẽ có 4 cái vị quốc sư nhiều như vậy sao? Ta trước kia không cảm thấy là có gì không đúng, còn tưởng rằng là thông lệ, sau đó mới phát hiện không có cái loại thông lệ này. Người cảm thấy đây là trùng hợp hay là giữa bọn họ có một cái liên hệ gì đó? Hoa Thành lại nói, trùng hợp cũng không kỳ quái, 4 tên cảnh cũng không phải là 4 tên sao? Tứ đại hại không đủ 4 tên cũng kéo thêm một tên tới góp đủ số đó sao? Tạ Liên nói, nhưng không biết tại sao ta có một cái cảm giác mạnh liệt, sinh lão bệnh tử. 4 hộ pháp thiên thần Ô Dung quốc, 4 quốc sư Tiên Lạc, có lẽ cả 4 đều là 4 người. Tạ Liên theo ý nghĩ của mình đi xuống mà nói, nếu như 4 vị sư phụ của ta thật sự là 4 hộ pháp thiên thần của Ô Dung Thái tử, vậy vì sao bọn họ muốn tới làm quốc sư Tiên Lạc? Tại sao phải tới dạy dỗ ta? Tại sao quốc sư lại kể câu chuyện Ô Dung Thái tử cho ta? Tại sao nói muốn ta trở thành người như Ô Dung Thái tử? Chẳng lẽ trên người ta còn có cái chuyện gì mà ngay cả chính mình cũng không biết? Cái gì gọi là ta còn chưa có thức tỉnh? Có thể hay không? Kỳ thật ta... Hắn đang nghĩ đến một cái điểm ngơ ngác, Hoa Thành cầm bả vai hắn kiên định mà nói, sẽ không, ta có thể đảm bảo huynh chính là huynh, không có khả năng là bất kỳ cái gì của người khác. Tin ta, không nên suy nghĩ bậy bạ nè. Tạ Liên lúc này mới ở trong mộng thức tỉnh mà nói, để nói đúng, ta là có điểm suy nghĩ bậy bạ. Trừ cha mẹ ra, quốc sư là người quen thuộc nhất của hắn. Dù quốc sư thường xuyên chê hắn không có nghe lời, cũng thường xuyên cố kỵ thân phận của hắn không có tiện thân cận, nhưng trên nguyên tắc, hắn là sư phụ tốt. Đột nhiên phát hiện mình có thể hoàn toàn không hiểu được một người tự cho là rất là quen thuộc, thật sự rất dễ dàng khiến con người ta rơi vào trạng thái mê tư. Hơn nữa, còn có một điểm quá giống. Bây giờ nhớ lại những thứ trên bức họa của Ô Dung Thần Điện, miêu tả những gì Ô Dung Thái tử đã trải qua.
Tuy không hoàn chỉnh, nhưng mơ hồ có thể tái hiện cái cảm giác luân hồi gần như kinh khủng của hắn. Giọng Hoa Thành chậm rãi lên nói: "Bất quá, ca ca, huynh trước tiên nghĩ kỹ một chút, sư phụ huynh lai lịch là gì?" Tạ Liên cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: "Không biết." Thật, hắn thế nhưng một chút cũng không có nhớ nổi sư phụ của hắn là từ nơi nào tới. Trầm ngâm trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Quốc sư trước lúc ta ra đời đã là quốc sư, ta chỉ biết hắn gọi là Mai Niệm Khanh, nhưng không cần phải nói, đây nhất định là tên giả. Trước kia ta cũng nghĩ tới quốc sư lợi hại như vậy, tại sao không có phi thăng? Nhưng nếu như lúc nãy người nọ là hắn, thời gian hắn sống khẳng định còn lâu hơn ta. Nếu như hắn thật sự muốn đối phó chúng ta..." Hoa Thành lại dửng dưng mà nói: "Không có sao, sống được lâu hơn một chút thôi. Bất kể hắn là cái thứ gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hãy nhớ kỹ, vạn sự có ta vĩnh viễn đứng về phía huynh." Tạ Liên hơi ngơ ngác, cảm giác tồn tại của Doãn Ngọc vốn thấp, cộng thêm nãy giờ rất là thức thời không có nói gì, cơ hồ đã bị quăng ra đằng sau óc, lúc này mới nói: "Thành chủ, cần đi tìm những cái người khác hay không?" Bọn họ đã đi ra, nhưng những người Bùi Minh thì còn không biết có bị sơn quái này nuốt đến cái gốc nào để tiêu hóa hay không. Tạ Liên vội nói: "Tìm, chúng ta cùng nhau đi tìm, Doãn Ngọc điện hạ xin chờ một chút." Doãn Ngọc nói: "Thái tử điện hạ, không cần kêu ta là điện hạ, ta đã sớm không còn là thần quan trên thiên đình nữa." Tạ Liên cười nói: "Vậy ngươi cũng nên gọi tên ta, không cần kêu khách khí như vậy. Ta cũng đã rất sớm rồi, không còn là thái tử điện hạ." Dẫn Ngọc nhìn thoáng qua Hoa Thành sau lưng của hắn, vội nói: "Cái này, không dám, không dám." Tạ Liên nói: "Cái này có cái gì mà không dám?" Đi hai bước, đang muốn nhặt lật đật quỳ nhất chân lên, đột nhiên một bóng người từ ở trên trời hạ xuống, trùng trùng mà té ở trước mặt của hắn, phát ra cái tiếng xương gãy thanh thúy. Tạ Liên phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy phương tâm, may mà y có thói quen tốt, mọi lần đều nhìn lướt qua rồi mới động thủ, lập tức ngưng tay lại hỏi: "Bùi tướng quân." Người vừa say mình đứng lên chính là Bùi Minh, hắn phủi phủi đầu vai đầy bùn đất, trưng ra cái bộ dáng ung dung phóng khoáng, nhìn bọn họ mà nói: "Thái tử điện hạ cùng với Quỷ Dương các hạ ở cái chỗ này vui vẻ quá nhỉ?" Tạ Liên nói: "Khá tốt khá tốt, mà Bùi tướng quân không sao chứ? Ta mới vừa rồi hình như nghe được một tiếng rắc." Bùi Minh nói: "Không sao, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, tiếng rắc kia không phải xương của ta mà là cái này." Thứ hắn giơ lên chính là cái xương đùi mà hắn đã nhặt lúc trước. Hắn nói tiếp: "May mà có vị huynh đệ này hỗ trợ, Bùi Mỗ mới tìm được một con đường sống trong núi quái. Mặc dù là xương nam nhân, nhưng có thể coi là một hảo nam nhi xương cứng." Lời vừa dứt, cách đó không xa, thân ảnh thứ hai từ ở trên trời rớt xuống, phịch một tiếng tiếp đất. Mọi người đang đi tới nhìn, lần này là Bùi Túc, hơn nữa thật ra là còn là hai người. Hắn lấy khuỷu tay che chở cho Bán Nguyệt, Bán Nguyệt trong khuỷu tay che chở cho cái bình chứa khắc ma cùng dung quản. Hai người mặt mũi đầy bùn đất, bất quá nhìn không có gì là đáng ngại, rất nhanh mà bò dậy. Bùi Túc nhỏ một cái miệng cho bùn ra mà hô: "Tướng quân, thái tử điện hạ." Bùi Minh chợt chợt mà nói: "Xem ra cái núi quái quỷ này cảm thấy cái mùi vị của chúng ta không ngon, đều ói ra hết." Hoa Thành cùng Tạ Liên hai mắt nhìn nhau, đạm thanh mà nói: "Không nhất định, có lẽ có người kêu nó phun ra." Bùi Minh đi mấy bước, cảm thấy là chấn động không hề tầm thường, cao mài nói: "Cái núi này có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao rung lợi hại quá vậy?" Tạ Liên đáp: "Bởi vì nó đang chở chúng ta chạy tới Đồng Lô." Bùi Minh đi tới chỗ Doãn Ngọc, đứng cạnh cửa động nhìn ra bên ngoài một chút rồi nói: "Thật là nhanh, rất tốt, vừa vặn chúng ta bớt một chút sức lực." "Nhưng mà vẫn còn thiếu một người," Tạ Liên bèn hỏi: "Linh Văn thế nào rồi?" Hoa Thành tựa hồ dùng mắt phải của mình một chút mà nói: "Ngân Điệp bị núi quái nuốt mất rồi, hắn không thấy đâu nữa." Hay nói cách khác, Linh Văn với Cẩm Y Tiên bây giờ đã có thể tự do hành động, cái này thật không tốt. Tạ Liên hô: "Mau đi tìm hắn." Vì vậy tất cả mọi người đều đứng dậy đi khắp sơn động. Hoa Thành thả ra gần 100 con tử linh điệp lục soát một lượt, cuối cùng dẫn mọi người tìm được một cái cửa động khác. Cửa động này là bị người gắng gượng đánh ra, hai vách động không ngay ngắn. Bên ngoài cảnh sát nhanh chóng trôi về phía sau, gió lớn đập vào núi phát ra âm thanh như quỷ khóc sói tru. Nghĩ đến có thể là Linh Văn sau khi bị sơn quái phun ra ở nơi này tự mình mở động chạy thoát,
Tà Liên ngắm dọc theo cái cử động từ trên xuống, cau mày mà nói: "Này, nên làm thế nào đây? Cẩm Y Tiên lực tàn phá quá mạnh mẽ, không thể cứ để nó như vậy mà chạy thoát được." Hoa Thành nói: "Không cần lo lắng, dù sao cuối cùng hắn cũng tới Đồng Lô, chỉ khác đường, về cùng mục đích thôi." Mấy người tụ tập đầy đủ, Tà Liên đơn giản nói qua cái chuyện lúc nãy, có bỏ bớt một vài chi tiết. Kể xong, mọi người đều ngồi xuống đất ngẩn người, dẫu sao hiện tại không có yêu ma quỷ quái nào muốn khiêu chiến. Cũng không cần lo đường đi, không khỏi có chút có thời gian rảnh mà ngồi trò chuyện. Bởi vì Doãn Ngọc nói hắn không biết phải cùng Quyền Nhất Chân trao đổi thế nào, thấy hắn liền nhức đầu sợ hãi. Tạ Liên cũng cảm thấy hiện tại để Quyền Nhất Chân ra ngoài không phải lựa chọn sáng suốt, liền tạm thời để cho hắn duy trì cái hình thái lật đật. Bùi Minh buồn chán ngồi chọc chọc lật đật chơi. Tạ Liên nhìn lật đật ngã trái ngã phải thật là lợi hại, tựa như một người bạn nhỏ đang bị hành hung, cảm thấy có chút đáng thương, liền ho nhẹ một tiếng mà ngăn cản: "Bùi Tấn Quân, đừng chơi nữa." Bùi Minh đầu tiên là ngoài miệng đáp ứng, nhưng chờ đến khi Tạ Liên buồn ngủ dựa vào vách núi nghỉ một chút, hắn lại bắt đầu nghịch. Không ai quản hắn, Doãn Ngọc đang một mực trông nom cửa hang tính toán chừng bao xa, nhìn thấy vậy, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ai ngờ vui quá hóa buồn, Bùi Minh đang chọc chọc, một bên Bùi Túc bỗng rên lên, cả người co quắp lại. Đây chính là hậu nhân của hắn. Bùi Minh lập tức không còn tâm tư để chơi đùa nữa, nâng Bùi Túc dậy mà lắc lắc: "Tiểu Bùi, ngươi làm sao vậy?" Doãn Ngọc thừa dịp lặng lẽ tới đem lật đật ôm lên, đi đến chỗ cạnh Tạ Liên đang say giấc. Hoa Thành cao mày khó chịu mà nói: "Ồn ào cái gì, muốn chết không? Điện hạ đang ngủ không thấy sao?" Tạ Liên quả nhiên là bị đánh thức, mơ mơ màng màng phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mình đã dựa vào vai của một người. Âm thanh của Hoa Thành cất lên bên tai: "Ca ca tỉnh rồi." Tạ Liên dụi dụi mắt một cái, thấy lật đật Quỳ Nhất Chân lắc lư ở bên cạnh, liền ôm vào lòng mà nói: "Ta dựa vào đệ ngủ ư, thật xin lỗi, có sao không?" Hoa Thành thần sắc vẫn là bình thường mà đáp: "Không có sao, huynh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, không lâu sau sẽ đến." Tạ Liên thấy Bùi Minh đối diện đang nắm cổ áo của Bùi Túc lắc như điên, hơi kinh hãi liền tỉnh phân nửa. Còn tưởng rằng là xảy ra cái chuyện gì, vội vàng tiến lên xem sao, nhìn xong mà nói: "Bùi Tấn Quân không cần phải lo lắng, tiểu Bùi Tấn Quân chẳng qua là cơ bụng co rút, nhất thời chống đỡ hết nổi mà thôi." Bùi Túc dù sao cũng là thân người phàm, dày vò hồi lâu, không ăn không uống, cũng không có kinh nghiệm nhịn đói chịu đòn phong phú bằng Tạ Liên, rốt cuộc không có chống đỡ nổi mà ngã xuống. Bùi Minh cảm thấy cái lời giải thích hời hợt này rất có vấn đề. Cái gì gọi là cơ bụng co rút, nhất thời không chống đỡ hết nổi? Không có biện pháp nào khác, không phải là thổi phồng, Tạ Liên trước kia ăn một bữa có thể chống 3 ngày. Bị hơn 10 người đánh cũng có thể lập tức bò dậy đi thu mua phế thải, làm gì có vị thần quan nào ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú hơn y. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng mà nói: "Cái này, ai có đồ ăn không?" Không người nào lên tiếng đáp, chỉ có Bán Nguyệt cầm ra một cái hũ mà nói: "Thật xin lỗi, ta chỉ có cái này." Bùi Minh nhìn ra cái hũ tên Điên Loan Đạo Phụng này thì lập tức mắng: "Sao ngươi còn cầm cái này, muốn giết ai đó, mau ném đi." Bên kia ồn ào ầm ĩ, bên này Hoa Thành nói với Tạ Liên: "Huynh nhìn này, ta nói là không có sao mà, huynh không bằng ngủ tiếp một tí đi." Nếu quái chở bọn họ chạy hơn nửa ngày, Tạ Liên khách khí hỏi: "Chúng ta đi bao xa rồi, bây giờ cách Đồng Lô còn bao lâu?" Doãn Ngọc đáp: "Đã chạy sắp xỉ 800 dặm rồi." Này so với tốc độ đi bộ của bọn họ thì nhanh hơn nhiều lắm luôn á. Tạ Liên cũng đứng lên, đi tới bên cửa động. Y vốn chỉ tùy tiện nhìn một chút, ai ngờ quét mắt qua một cái, chợt thấy hình ảnh lạnh cả xương sống, liền hô: "Cái đó là cái gì?" Trong đêm tối, từ trên ngọn núi quái nhìn xuống, dưới mặt đất bất ngờ có một cái gương mặt khổng lồ. Gương mặt này ánh mắt cong cong, khóe miệng dương lên, tựa như là đang nở nụ cười quỷ dị với y. Tạ Liên không nhịn được lùi lại mấy bước, Hoa Thành ở sau lưng của y tiếp lấy. Tinh thần của y dần dần bình tĩnh lại, nhìn kỹ lại, hóa ra là mặt người, chỉ là do các viền núi tạo thành hình vẽ. Bất quá, chỉ là ảo giác thị mà thôi. Nhưng cái ảo giác này trông rất là sống động, liếc nhìn qua không khỏi khiến cho người ta thất kinh. Tạ Liên hỏi: "Cái thứ giống ánh mắt cùng miệng kia là cái gì?" Hoa Thành ở sau lưng y mà nói:
Đó là một cái dòng sông được dân chúng Ô Dung đặt là Mẫu Hà, xuất phát từ núi cao, tuyết nước hòa tan tạo thành con sông. Dĩ nhiên, hiện tại đã hoàn toàn khô cạn, đã tới nơi này, chứng tỏ cách Đồng Lô rất gần. Tà Liên lại hỏi, cái sóng mũi kia thì sao? Hoa Thành đáp, trong thành kia cũng có một cái tòa thần điện, ta đoán có lẽ ca ca muốn đi xem. Có thần điện sẽ có bách họa, Tà Liên lập tức đáp ứng, đi xuống đi. Y không kịp chờ đợi, muốn biết nhiều chuyện liên quan tới Ô Dung Thái Tử hơn nữa. Bùi Minh cũng nói, đi xuống đi, phải tìm cho Bùi Túc chút thức ăn nước uống, bất quá làm sao đi xuống, kiếm gãy rồi. Hoa Thành phất phất tay, trên người mỗi người đều hiện lên mấy con ngân điệp, lóe ánh sáng bạc đậu ở trên vai, sau lưng, đỉnh đầu cùng với ống tay áo bọn họ. Người khác thấy ngân điệp nhỏ như vậy, không khỏi lẩm bẩm, có thể hay không mang bọn họ. Tạ Liên một câu cũng không hỏi. Triệu Nhược Gia Lan đem tất cả mọi người thắt lại cùng nhau, như vậy sẽ không có thất lạc giữa đường trong không trung. Duẩn Ngọc đào một cái cửa động kia lớn hơn một chút, lớn đủ cho 5-6 người có thể đồng thời ra ngoài. Chuẩn bị xong tất cả, mọi người đều đi tới sát cửa động. Tạ Liên nói, chư vị, chuẩn bị. Bùi Minh nói, chờ một chút. Tạ Liên quay đầu hỏi, Bùi tướng quân có chuyện gì sao? Bùi Minh nói, trên tay của hai vị là... Theo ánh mắt của hắn, Tà Liên nhìn xuống dưới, thấy dừng ở tay mình, y lúc này mới phát hiện ra, sợ chỉ đỏ ở giữa tay y và Hoa Thành vẫn còn ở đó. Tà Liên ho nhẹ một tiếng, giải thích, cái này, đây là pháp bảo dùng để liên hệ. Bùi Minh nói, sẽ không bất tiện sao, dù sao cũng là sợ chỉ đỏ, vạn nhất bị đứt, hay là mắc cái chỗ nào sẽ bị xảy ra chuyện. Hắn nhắc nhở rất có đạo lý, Tà Liên đương nhiên hiểu rõ. Thân là một võ thần, lúc xuất thủ tối kỵ, có đồ vướng tay vướng chân. Bất quá từ một nguyên nhân vi diệu nào đó, Tạ Liên không quá muốn tháo nó ra. Thấy y thần sắc trầm xuống, tựa hồ như đang rối bời, không biết nên làm gì. Hoa Thành liền nhìn một cái mà nói, có đạo lý, như vậy đích xác là hơi bất tiện. Nói xong, Tạ Liên thấy cái sợi chỉ đỏ thắt ở trên ngón tay của hai người biến mất. Hoa Thành nói, hiện tại thì thuận tiện hơn nhiều rồi. Tạ Liên ngưng mắt nhìn cái sợi chỉ đỏ biến mất trong không khí, hơi hụt hẫng. Chỉ đỏ kia tồn tại thật ngắn ngủi, mặc dù cũng không phải chuyện gì lớn, không, phải nói là chuyện này căn bản chỉ là bé bằng hạt mè, nhưng y vẫn hơi cảm thấy mất mát, sợ là bị người khác nhìn ra. Tạ Liên vội vàng cười một tiếng mà nói, đi thôi, chuẩn bị, nhảy. Núi quái kia vẫn lao mạnh về phía trước, hồn nhiên không phát giác mấy con người nhỏ bé từ trên người của mình đang lặng lẽ rời đi. Mà phía dưới mọi người có rất nhiều tử linh điệp vây quanh, tạo thành một đám mây bàn bạc hạ xuống, không có chút tổn hao nào. Nơi vừa đáp xuống chính là sóng mũi trên cái gương mặt khổng lồ kia. Sau khi đứng dậy, Tạ Liên có cái cảm giác hết sức kỳ quái, nhìn xung quanh rồi nói, Tam Lan, thần điện cùng thành trì ở nơi này sao? Hoa Thành gật đầu, ở đây. Tạ Liên hồi nghi mà hỏi, nhưng nơi này không có gì cả. Y cho rằng sau khi rơi xuống đất thì lập tức gặp được cái trấn nhỏ rạng rỡ, có thể thấy được đường phố, cửa hàng, người dân, giếng cổ, thần điện hay nhiều thứ khác. Nhưng mà trước mắt bây giờ lại là một cái mảnh đất trống bằng phẳng, trống không một vật. Căn bản là không có giống như từng có thành trì tồn tại qua. Bùi Minh đỡ Bùi Túc một cước đạp lên cái tảng đá lớn, tức giận nói, thành trì sầm uất ở nơi nào? Hoa Thành nói, ở dưới chân của ngươi. Cái gì? Mọi người đều nhìn xuống cái tảng đá dưới chân Bùi Minh. Tạ Liên thắc mắc, chẳng lẽ đây là cơ quan? Hoa Thành nắm cái chuôi loan đao, thản nhiên đi tới mà nói, tới rồi, đang đứng phía trên. Mọi người theo lời mà lần, chỉ thấy hắn rút loan đao ách mệnh ra, mũi đao hướng xuống, dùng tốc độ nhanh như chớp mắt cắt mạnh vào mặt đất gần cái hòn đá. Đao kia như gai nhọn, đầu tiên vang lên một tiếng rắc, nứt ra một cái vết rách ở trên cái mạng nhện. Tiếp theo, vết rách kia nhanh chóng khuếch tán ra, càng rách càng lớn, càng rách càng sâu. Cuối cùng mặt đất ầm ầm sụp xuống, lộ ra một cái hắc động lạnh lẽo. Hoa Thành nhảy xuống đầu tiên, Tạ Liên không nghĩ tới hắn sẽ chủ động giành trước, nhào tới miệng động gọi, Tam Lan. Trong khoảnh khắc, dưới đáy truyền tới âm thanh của Hoa Thành. Hồi âm trống trải vang vọng, dưới đáy không có sao, mọi người có thể xuống được. Hóa ra là hắn đi trước dò đường, Tà Liên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhảy xuống theo. Hoa Thành nắm chặt lấy tay của Tà Liên, kéo y đứng lên. Tà Liên nhìn xung quanh cảm thán, thật là tối. Vừa dứt lời, trong bóng tối liền sáng lên,
vài cánh ngân điệp mang theo ánh sáng bạc nhẹ nhàng bay lượn, còn sáng hơn cả lửa quỷ. Trong nháy mắt đã chiếu sáng sâu trong động, hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người là một dãy phố dài. Thời điểm ngàn năm trước, nơi đây từng là một dãy phố phồn hoa, cửa hàng dày đặc, nhà cao cửa lớn. Tảng đá lúc nãy Bùi Minh dùng chân đạp kia chính là một nóc nhà. Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống hết. Tà Liên nhìn lên trên mà nói, thì ra là như vậy, tòa thành này bị chôn sao, động đất, núi lở, vẫn là... Hoa Thành nói, tro tàn núi lửa. Tà Liên chợt quay đầu, Hoa Thành lại nói tiếp. Tro tàn núi lửa dày đặc hai trượng, đem cả tòa thành này chôn ở dưới mặt đất. Thứ mà bây giờ nhìn thấy được, bất quá chỉ là do một số yêu ma quỷ quái tới Đồng Lô mau ra. Còn phần lớn hơn, vẫn chôn vùi trong tro tàn núi lửa. Tà Liên lập tức nhớ tới cái bức bích họa thứ hai kia, màu đỏ tươi đến nhức cả mắt tựa hồ lại hiện lên. Giấc mộng diệt thế cô Dung Thái Tử lại trở thành sự thật. Bùi Minh đem Bùi Túc thả vào ven đường mà nói, sao rồi kể, có nước chưa vậy, có thì cho hắn xin một ngụm đi. Hoa Thành đáp, bề mặt sông này đã cạn kiệt, bất quá ta nhớ thành này có một cái nước ngầm, đi coi có hay không. Vì vậy Bùi Minh, Bán Nguyệt, Dẫn Ngọc liền đi trước tìm nước. Thấy Tạ Liên đang suy nghĩ cái điều gì đó, Hoa Thành tới nói, ca ca, huynh nhìn trên tay. Tạ Liên theo bản năng mà làm theo, giơ tay lên mới phát hiện, mặc dù sợi chỉ đỏ giữa hai người đã biến mất, nhưng tiểu điệp kết mà Hoa Thành tự tay cột cho y thì vẫn còn đó. Vẫn đẹp như vậy, tựa như một chỉ tiểu hồng điệp đậu ở ngón tay y. Hoa Thành từng nói qua, nếu sợi chỉ đỏ giữa hai người bị đứt, thì tiểu kết sẽ biến mất. Tạ Liên không khỏi thốt lên, đây là... Thấy kinh ngạc, Hoa Thành cười mà nói, đây chỉ là một tiểu pháp che mắt thôi. Chỉ đỏ chỉ ẩn đi, không bị hạn chế, cũng không cần lo lắng bị mắc. Hơn nữa, sẽ không bao giờ đứt. Hắn giơ tay của mình lên cho Tạ Liên nhìn cái tiểu kết giống y hệt một chút, mà nói, chỉ cần duyên kết vẫn còn, đầu chỉ đỏ bên kia sẽ bình an vô sự. Đến gần Đồng Lô, nguy hiểm cũng tăng nhiều, còn không biết phía trước có cái dạng gì đang chờ đợi, cho nên ta suy nghĩ một chút, chỉ đỏ này vẫn là không nên lấy xuống. Ca ca thấy sao? Biết được chỉ đỏ vẫn còn ở đó, Tà Liên khóe miệng không nhìn được mà dương lên. Một khi phát giác, lập tức áp xuống, nghiêm mặt mà nói, đúng thế, như vậy tùy thời có thể biết đối phương còn an toàn hay không, pháp thuật rất tốt, rất thực dụng. Hoa Thành cũng cười một chút, ngay sau đó thu liễm lại ý cười mà nói, bất quá, điện hạ, có một chuyện ta nhất định phải nói, cũng hy vọng là huynh có thể nghe một chút. Thấy thần sắc của hắn chợt nghiêm nghị, Tà Liên cũng nghiêm túc mà hỏi, có chuyện gì, đệ cứ nói. Hoa Thành nhìn thẳng cái mắt của y, mở miệng nói, ta biết huynh sẽ không chết, sẽ không sợ chết, nhưng dù huynh có mạnh hơn nữa, cũng đừng nghĩ huynh sẽ không bị thương. Tà Liên hơi sửng sốt, Hoa Thành lại nói tiếp, sẽ không chết khác với sẽ không bị thương, lại càng không giống sẽ không có biết đau. Thấy vật gì kỳ quái nguy hiểm, không cần đụng vào, trước tìm ta, để cho ta xử lý trước. Tạ Liên chợt nhớ tới ở lúc trước, ở dưới lòng đất, y lấy tay nâng hai cái đầu lâu dính đầy thi độc lên. Hoa Thành sắc mặt lập tức trở nên xấu, chẳng lẽ từ khi đó, Hoa Thành cũng bởi vì cái chuyện này mà tức giận, hay là bởi vì y biết rõ nó nguy hiểm, nhưng vẫn dửng dưng cầm lên. Nếu quả thật là như vậy, y cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Tạ Liên mở miệng, được, ta sẽ không. Nghe y thành khẩn mà đáp, Hoa Thành tựa hồ hài lòng, khẽ gật đầu, xoay người đi về phía trước. Tạ Liên hô, Tam Lan, chờ một chút. Hoa Thành dừng chân quay đầu lại, Tạ Liên lúng túng, đè nhỏ âm thanh mà nói, đệ cũng vậy, nếu thấy có gì nguy hiểm, ta không đụng, đệ cũng đừng có đụng, chúng ta không ai đụng hết, được chứ? Nghe như vậy, khóe miệng Hoa Thành chậm rãi dương lên. Tạ Liên nói xong câu này có chút khẩn trương, vô thức cười một chút. Chỉ thấy Hoa Thành đến gần một bước, muốn nói cái gì đó. Bỗng nghe thấy Bùi Minh cách đó không xa nói, đây là cái gì vậy? Bán Nguyệt đáp, hình như là người. Bùi Minh nói, đúng, nhưng mà người làm sao biến thành như vậy? Hoa Thành cùng Tạ Liên liếc nhau một cái, hướng về phía bọn họ mà đi tới. Tạ Liên hỏi, sao thế? Đám người Bùi Minh tiến sâu vào sân viện, đại khái là muốn tìm xem có giếng nước hay không. Tạ Liên cũng theo chân bọn họ bước vào, thuận miệng mà khen ngợi, mấy cái gian phòng ở đây cao lớn khí khái quá. Hoa Thành nói, hoàn thành Ô Dung Quốc,
cách Đồng Lô rất gần. Gần đây ta muốn nói chính là thời điểm tồn tại. Nơi đây từng rất giàu có và sung túc, nhà cửa tự nhiên cũng cao lớn khí khái. Bởi vì sống ở nơi này phần nhiều là quý nhân quan lại. Giếng đích xác là có, nhưng cảnh tượng bên cạnh giếng lại khiến cho người ta sợ hãi. 7-8 người đều nằm im bất động, tựa như sắp chết khác được bò tới đây liền đoạn khí bỏ mình. Tới gần một chút, Tạ Liên ngẩn người mà nói: "Cái này đâu phải là người, đây là tượng đá mà." Những thứ này dĩ nhiên không phải người sống, nhưng cũng không phải là thi thể, càng không phải là cổ xương khô, mà rõ ràng là tượng đá trắng xám thành người. Tạ Liên vừa định lên trên sờ thử một cái, Hoa Thành đã nhìn chằm chằm vào y. Tạ Liên sực nhớ ra cái lời hứa ban nãy rằng không có được chạm vào cái vật lạ nguy hiểm. Y vội vàng đè cái ý muốn kia xuống. Đứng suy nghĩ một chút, ai lại đi tạo nhiều cái tượng đá mang cái vẻ mặt sợ hãi như vậy? Không phải, kia chắc chắn là con người, nhưng không biết vì lý do gì mà lại biết thành như vậy. Cửa chính trong nhà mở toang, y quay đầu nhìn vào bên trong phòng, cũng thấy có hai thi thể đang nằm, tư thế vặn vẹo, ôm chặt lấy nhau. Mặc dù mặt mũi mơ hồ không có thấy rõ biểu tình, nhưng bằng vào cái động tác này có thể cảm nhận được tâm tình vạn phần sợ hãi của bọn họ. Giữa hai người bọn họ còn có một bọc đồ gì đó, nhìn qua giống như là cái bọc đồ quần áo. Nhưng mà nhìn kỹ thêm một lúc nữa, Tạ Liên bừng tỉnh. Đó là một đứa trẻ sơ sinh. Chuyện này rất rõ ràng. Tạ Liên nói, bên ngoài những bức tượng kia là gia nô, còn bên trong là gia chủ, tổng cộng một nhà ba người. Hoa Thành nói, sau khi núi lửa phun trào, tất cả sông ở Ô Dung đều biến thành dòng sông nhung nham. Cư dân ở nơi cao hơn không có bị dung nham cùng núi lửa thiêu chết, nhưng lại bị tro tàn núi lửa làm cho nghẹt thở mà chết. Tro bụi từ miệng núi lửa ùn ùn kéo đến trong nháy mắt, bao phủ một lớp bên ngoài trên thân thể bọn họ. Đem mọi người trước khi chết một khắc kia giữ lại, hóa thành đá. Hai vợ chồng này trước khi sinh mạng kết thúc đã hoảng loạn ôm chặt người mình yêu cùng đứa trẻ tạo thành một thể. Giếng cổ kia dĩ nhiên đã sớm cạn, Bùi Minh đối với nghiên cứu tử thi cũng không có hứng thú. Đành đi ra ngoài đỡ Bùi Túc tiếp tục đi tìm nước. Bỗng nhiên Tạ Liên chú ý tới một cái chỗ kỳ quái, xoay người đi vào trong phòng, ngồi sộm xuống bên cạnh ba thi thể hóa đá. Hoa Thành cũng theo vào mà hỏi, huynh muốn nhìn cái gì sao? Tạ Liên hơi cao mày nhìn thi thể bọn họ. Ta chỉ cảm thấy động tác của bọn họ có chút kỳ quái. Mỗi thi thể đều dùng một tay ôm chặt đối phương, nhưng mà còn một tay kia lại để ở trước ngực, tựa hồ nắm chặt cái thứ gì đó. Hoa Thành nói, huynh muốn nói cái thứ trong tay bọn họ. Tạ Liên vừa gật đầu, Hoa Thành đã ngay lập tức vỗ xuống ba thi thể hóa đá. Tạ Liên vội nói, chờ một chút, làm như vậy với di thể của bọn họ có phải quá? Nhưng mà động tác của Hoa Thành nhanh hơn y, ba thi thể hóa đá trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vụn màu xám. Hoa Thành đạm thanh mà nói, không cần quá cố kỵ, người đã sớm chết, di thể cũng không còn. Trong đống mảnh vụn không có gì cả, những tượng đá này bên trong trống rỗng. Cũng đúng thôi, mặc dù được tro bụi núi lửa tạo thành lớp vỏ bảo vệ cứng rắn, nhưng thi thể bị nó bọc ở bên trong cuối cùng cũng thối rữa phân giải. Thối rữa xong cũng chỉ còn lại cái lớp vỏ cứng cáp bề ngoài. Sống rồi cũng sẽ chết, cho tới bây giờ chưa từng có sinh mạng nào tồn tại được mãi mãi. Từng cục đá vụn lưu giữ lại vải vóc trang sức trên người đã khuất, như là chiếc nhẫn, bông tai, di chuyền và nhiều thứ khác. Tạ Liên cảm thấy đôi vợ chồng này trước khi chết không quá muốn cầm đi kim ngân đồ trang sức, chỉ cầm lấy một cái đồ vật đơn giản. Hoa Thành từ dưới đất nhặt đồ kia lên cho y. Tạ Liên hỏi, đây là cái gì? Hoa Thành nói, đây là đồ mà bọn họ nắm trong tay. Đó là một chiếc hoa tai, phía dưới kim phiến lủng lẳng, trên kim phiến có hoa văn. Tạ Liên nhẹ nhàng lau chùi cái lớp tro bụi, sau một hồi ngưng thần nhìn kỹ lại thì liền nhận ra, huynh hoặc thủ tâm. Trên kim phiến lại vẽ một cái bức họa thiên tướng, lấy kim phiến làm vũ trụ, mã não làm tinh tú, chính là cái gọi huynh hoặc thủ tâm, cũng chính là huynh hoặc thủ tâm túc bên trên trường lưu thiên tướng. Huynh hoặc tinh bị mọi người coi là biểu tượng của chiến tranh, chết chóc, mà huynh hoặc thủ tâm lại là điềm cực xấu, nhất là đối với quốc chủ lên ngôi kiên kỵ nhất là hiện tượng chiêm tinh này. Vì sao lại phải đem cái bức thiên tướng như vậy khắc lên trang sức?
Không, cái này hẳn không phải là đồ trang sức. Tạ Liên lại tìm trong cái đống vụn vỡ, tìm được hai cái giống y như hệt, tổng cộng 3 cái. Ngay cả đứa trẻ trong ngực cặp vợ chồng này cũng có, sao lại phải phân món đồ trang sức giống nhau cho cả ba? Tạ Liên nghĩ nghĩ rồi nói, đây chẳng lẽ là bùa hộ mệnh? Chỉ có bùa hộ mệnh mới có thể khiến cho con người sắp đối diện với cái chết rung động nắm chặt, khẩn cầu hy vọng sống trong cái chết đầy sợ hãi. Hoa Thành nói, ta lúc trước cũng từng tìm kiếm qua một lượt trong thành này, đều phát hiện trong tượng đá nào cũng có bùa hộ mệnh. Tạ Liên trầm ngâm mà nói, người dân Ô Dung thờ phụng thái tử điện hạ của bọn họ, như vậy chính là bùa hộ mệnh của vị thái tử kia. Nhưng tại sao lại khắc hình này? Thái tử cùng Quỳnh hoặc Thủ Tâm có quan hệ như thế nào? Hoa Thành trả lời, bởi vì ngày hắn ra đời, thiên tướng chiếu mệnh chính là Quỳnh hoặc Thủ Tâm. Vì vậy mà dân chúng Ô Dung thuận tiện lấy hình này thay cho sự hiện diện của hắn. Tạ Liên ngạc nhiên, Tam Lan là như thế nào mà biết được? Hoa Thành lập tức đem cái kim phiến lật lên cười nói, phía trên có viết. Quả nhiên mặt trái có khắc một hàng chữ viết. Hoa Thành chỉ cho Tạ Liên nhìn mà nói, hàng chữ này ý là Quỳnh hoặc Thủ Tâm, thánh nhân xuất thế. Hiện tại trong mắt chúng ta, Quỳnh hoặc Thủ Tâm là điềm đại hung, nhưng vào 2000 năm trước chưa chắc đã là như vậy. Tạ Liên vuốt ve cái hàng chữ, trong tâm từ từ trầm xuống, bởi vì thiên tướng chiếu mệnh y cũng là Quỳnh hoặc Thủ Tâm. Cái này có phải là có quá chút trùng hợp hay không? Tạ Liên đứng dậy mà nói, chúng ta tới thần điện đi. Hai người đi dọc dãy phố dài, đám người Bùi Minh ở khu vực này không thu hoạch được gì cũng đi theo. Trên đường có rất nhiều dấu tích xe ngựa, có nghỉ ở ven đường, có té sắp xuống đất, còn có vô số người quá đá nằm ngổn ngang la liệt, tư thế khác nhau. Phần lớn những người chạy trốn trên đường là ăn mày hoặc những người chuẩn bị về nhà. Vì chết trong nháy mắt cho nên vẻ kinh hoảng cùng cử động đều bị giữ lại. Mọi người tạt qua một số chỗ ngắm nghía. Hoa Thành chỉ cho Tạ Liên nhìn những cái phú thương dinh thự, những khu đất vui chơi. Tạ Liên không nhịn được mà nói, Tam Lan, Ô Dung quốc đã diệt hơn 2000 năm, không còn truyền nhân tồn tại trên đời, để làm cách nào học được chữ viết Ô Dung quốc? Cũng không thể nào là tự học, phải có người dạy mới được chứ, Hoa Thành đáp. Cũng không quá khó khăn, Kaka có thể thấy một chữ viết Ô Dung cùng chữ viết hiện tại là rất giống. Tạ Liên nói, đúng, hai chữ Ô Dung này cùng với chữ viết hiện tại vô cùng giống nhau. Hoa Thành lại nói, cho nên hai chữ này ta học thuộc sớm nhất. Còn có một chút giống như vậy, xen lẫn ở câu từ, có thể suy đoán ra nhiều cái chữ viết hơn. Cũng có từ cùng hình nghĩa khác nhau, nhưng là khá ít. Tạ Liên gật đầu một cái, Hoa Thành tiếp tục nói, sau đó những ký tự kia xuất hiện thường xuyên, tỉ như là hai cái chữ này. Hắn chỉ vào bảng hiệu trên quán, có thể thấy rõ đây là đâu, chữ trên bảng hiệu trước mặt cũng không cùng một dạng với phía sau, như vậy có thể chắc chắn hai chữ này đại khái là có ý gì, không phải tủ lầu thì chính là quán cơm. Phương pháp còn có nhiều, ca ca nếu muốn nghe thì khi nào rảnh rỗi ta lại nói cho huynh nghe. Thì ra là như vậy, trên đời này thật sự có người không cần dùng bất kỳ trợ giúp nào, tự thân tìm tòi những thứ mà mình chưa biết. Tạ Liên nhìn không được mà thán phục ở trong lòng. Ô Dung thần điện vẫn là kiến trúc đồ sộ bậc nhất trong thành. Đoàn người đi tới trước điện, còn chưa đi vào, Bùi Minh bỗng nhiên giật mình mà nói một câu, âm thanh gì? Tiếng chít chít truyền từ xa truyền lại. Tạ Liên nói, con chuột. Hoa Thành lắc đầu mà nói, không phải chuột, bất quá nếu có chuột thì chắc chắn phía trước có nước. Tiến vào trong điện, lần này trên vách tường cuối cùng cũng không có vách đen nào. Ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy một bức bích họa lớn màu sắc tươi đẹp. Bất quá lần này bích họa không chỉ có một bức, mà là bên trái bên phải ở giữa có ba bức, ba vách tường, mỗi tường một bức. Mọi người đi tới bích bích họa ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ô Dung thái tử ngồi trên một đám mây, quanh thân kim quang sáng chói, sắc mặt thái tử nghiêm nghị, tay trái như có như không nâng một cái đạo ánh sáng, vần sáng là một ngọn núi nhỏ phun lửa. Tay phải thì năm ngón khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, tựa hồ đang khoát tay. Phía dưới là một tòa cung điện, trong điện đứng mười mấy người, áo mũ phối sức đều vô cùng hoa lệ. Mỗi người một động tác, có giang tay, có khoác áo giáp dương cung, có thần tình kích động chỉ hướng xa xa.
hình ảnh chi tiết phức tạp, hàm lượng cực kỳ rộng lớn. Tạ Liên nhìn kỹ một chút, mới quay đầu mà nói, ta nói một chút ý ta hiểu nhé. Ô Dung Thái Tử tay nâng một vần sáng, bên trong có cảnh núi lửa mà bùng nổ, có thể thấy rằng người này đem mộng của mình nói cho người ở dưới biết, mà động tác tay phải rõ ràng là tư thế hủy bỏ, hẳn là cự tuyệt cái gì đó. Bùi Minh hỏi, vậy rốt cuộc là cự tuyệt cái gì đây? Tạ Liên nói tiếp, vậy phải xem động tác của đám người phía dưới. Tòa cung điện này ở nhân gian nguy nga lộng lẫy, hẳn là hoàng cung. Đám người này chắc chắn là vương công quý tộc Ô Dung Quốc. Có tên, giang cánh tay ra, nhìn tư thế, chắc là mở rộng. Vậy mở rộng cái gì? Cái này thì phải xem đồ trong tay của hắn. Mọi người định thần nhìn lại, tay hắn cầm một cái tấm bản đồ. Cái này Bùi Minh không thể quen thuộc hơn được nữa, phun ra từng chữ mà nói, mở rộng lãnh thổ. Tạ Liên nói, là nó. Mà mấy tên tướng quân này cả người nhung trang, tự hồ đã chỉnh trang chờ phân phó muốn khoác giáp ra trận. Bên cạnh còn có người chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Mọi người nhìn, người chỉ phương hướng tính toán rất rõ ràng, giống như nói, đi đến nơi nào đó, đánh nơi nào đó. Như vậy, ý của bức họa thứ nhất có thể hiểu là Ô Dung Thái Tử đem cái tuyên đoán mộng của bản thân nói cho các đại thần. Núi lửa một khi bùng nổ, hậu quả nghiêm trọng là vô cùng. Đối với Ô Dung Quốc là tai họa ngập đầu. Bổn quốc lãnh thổ sẽ không dùng đủ, bởi vì núi lửa ở vị trí trung tâm, thành trì trọng yếu nhất định sẽ biến mất. Như vậy nên giải quyết ra sao? Hoa Thành nói, địa bàn của mình không đủ dùng thì đi chiếm địa bàn của người khác. Tạ Liên nói, vậy nên các đại thần đề nghị khai thác cương vực, tấn công nước láng giềng. Nhưng Ô Dung Thái Tử không đồng ý làm như vậy, cho nên tay phải bày ra tư thế cự tuyệt. Xem xét xong bức thứ nhất, mọi người đi tới bức thứ hai. Bức họa này màu sắc so với hai bức kia âm trầm hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì nó mô phỏng cái cảnh ở trên chiến trường. Chiến trường phía dưới máu chảy thành sông, hai phe bên binh lính giết nhau điên loạn. Tạ Liên có thể phân biệt ra được đâu là binh lính Ô Dung Quốc, bởi vì kho giáp bọn họ cùng bách bức họa kia là như nhau. Ô Dung Quốc binh lính hung hãn cực kỳ, đem đầu địch nhân dặm ở dưới chân, đâm vào thi thể, giết đến cánh tay, bắp đùi bị be bét. Máu tanh tàn nhẫn, còn có binh lính cười gằn nắm trong tay một tiểu nhi cùng phụ nhân, đủ thấy chiến tranh kinh khủng cỡ nào. Trên chiến trường, mây đen giăng đầy, là mây đen nhưng lóe ra một tia bạch quang. Ô Dung Thái Tử tự trong đám mây lộ ra nửa người, thấy cảnh tượng phía dưới, thần sắc tựa hồ có chút tức giận, đưa một tay ra, buông xuống rất nhiều đạo kim quang thu binh lính lên cao. Ý bích bức họa này dễ đoán hơn bức thư thứ nhất một chút. Tạ Liên nhìn một hồi liền nhẹ giọng mà nói, xem ra tướng quân cùng các đại thần cũng không nghe khuyên nhủ của Thái Tử Điện Hạ, vẫn là phái binh lính xuất chinh tấn công nước láng giềng. Binh lính giết hại quá dã man, hơn nữa còn khi dễ phụ nữ trẻ con và người già nước khác. Thái tử phát hiện ra cái chuyện này hết sức tức giận, lần nữa ra tay can dự, ngăn cản Ô Dung binh lính bạo hành. Bùi Minh nghe xong đạm thanh mà nói, làm người ta cảm động quá đi, nhưng nói thật, nếu như nhất định phải có một nước sinh linh đồ tháng thì dùng mạng đổi đất là dễ hiểu. Tướng sĩ anh dũng chiến đấu, khéo chưa bị địch nhân chém chết đã bị vị Thái tử điện hạ này làm cho tức chết rồi. Bùi Mỗ chưa từng thấy có vị quốc vương nào ra trận cái kiểu này. Tạ Liên cười mấy tiếng, có chút bất đắc dĩ mà nói, Bùi tướng quân nói cũng có đạo lý. Hoa Thành cười khẽ lạnh lùng mà đứng lên. Bùi Minh nói tiếp, vậy núi lửa bùng nổ, vị Thái tử điện hạ này định làm thế nào? Cũng không thể để con dân của mình chờ chết được. Tạ Liên nói, nhìn bức thứ ba hẳn là sẽ giải thích được. Mọi người đi tới trước cái bức họa cuối cùng. Bức họa này cùng với cái bức trước sắc thái tương phản mãnh liệt, một lần nữa trở nên tươi đẹp cực kỳ, tràn đầy ánh sáng. Nhưng mà Tạ Liên vừa thấy nó trong lòng liền chấn động, trợn to đôi mắt. Bùi Minh cũng không khác là mấy. Trời ạ, đây chính là biện pháp của Ô Dung Thái Tử nghĩ ra sao? Lá gan cũng thật lớn, Bùi Mỗ thật là bội phục mà. Trên bức bích họa thứ ba, dưới đáy vẽ chính là Ô Dung Quốc, dòng sông quanh co chạy qua đất đai, thái tử cùng bốn vị hộ pháp cũng ở trong hình. Nhưng mà những cái thứ này đều không phải là trọng tâm, thứ duy nhất khiến cho người nhìn chăm chú ở chính là ở chính giữa trung tâm, chính là một cây cầu tỏa ra ánh sáng,
do Ô Dung Thái Tử cùng bốn vị hộ pháp hợp lực mở ra. Dưới mặt đất, dân chúng Ô Dung tươi cười chạy tới bên cầu. Vị Ô Dung Thái Tử này lại tạo ra một cây cầu thông thiên, muốn đem mọi người dẫn đồ lên thiên giới.